Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga, tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Asapura. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sa môn, Sa môn, này các tỷ kheo, dân chúng biết các ông là vậy, và nếu các ông được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận: chúng tôi là Sa môn. Này các tỷ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các tỷ kheo, các ông phải tự tu tập như sau: chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa môn, những pháp tác thành Bà la môn. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật, và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia thông thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Giới hạnh. Này các tỷ kheo, thế nào là các pháp tác thành Sa môn và các pháp tác thành Bà la môn? Chúng ta sẽ thành tựu tạp quý. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể cởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tạp quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích Sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỷ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Thân hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân hành thanh tịnh ấy khen mình, chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích Sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỷ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì khẩu hành thanh tịnh ấy khen mình, chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tạp quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích Sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỷ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Ý hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tì vết,
che giấu. Nhưng chúng ta không vì ý hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hình chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và ý hạch thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đạt phải làm hơn nữa. Này các tỷ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê người. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tạp quý. Thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, đến mức độ này như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đạt phải làm hơn nữa. Hộ trì các căn. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đạt phải làm hơn nữa. Tiết chế ăn uống. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống với chánh tư duy. Chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng, như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới. Và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được yên ổn.
Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Chú tâm cảnh giác. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm dán nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác. Tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại, ban đêm canh đầu thức dậy, đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tạp quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạc thanh tịnh, các căn ta được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, đến mức độ này. Như vậy là vừa đủ. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y két, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tạp quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ, đến mức độ này. Như vậy đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn công việc đã phải làm hơn nữa. Đoạn trừ các triền cái. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo lựa một chỗ thanh văn, tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi thức thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái
gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lọc từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình. Gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trào cử hối quá, vị ấy sống không trào cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này các tỷ kheo, như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy, sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người giải thoát được tự do đi lại, người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một thời gian đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này các tỷ kheo, cũng như không mắc nợ, không bị bệnh tật, được khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành, yên ổn. Này các tỷ kheo quán năm triền cái khi chúng được diệt trừ. Bốn tầng thiền na. Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vì ấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc, do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân, không có hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần.
Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rác bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc, do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc, do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, vì ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vì ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng, những bông sen ấy sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, vì ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vì ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ấy thấm nhuần. Ba minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, du nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.
vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ này, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các tỷ kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này các tỷ kheo, với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ này, tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này. Các món ăn như thế này. Thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Vị ấy dựng tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các tỷ kheo, ví như có hai nhà có cửa, và ở đây một người có mắt đứng ở giữa, người này có thể thấy các người khác đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này,
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thùng tịnh siêu nhân, vị ấy thấy rằng sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, vì ấy tuệ tri, sanh đã tật, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này các tỷ kheo, bỉ như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại, hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại, hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo như vậy được gọi là Sa-môn, là Bà-la-môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ, là bậc có học, là bậc thánh, là bậc A-la-hán. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo là Sa-môn? Vị này đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết, trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là Sa Môn, và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo là Bà La Môn? Vị này đã tận xuất ra ngoài các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết, trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là Bà La Môn, và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo đã tắm sạch sẽ? Vị này đã tắm cội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo,
tỷ kheo đã tắm sạch sẽ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo đã biết và hiểu rõ? Vì này đã biết và hiểu rõ các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả. Đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo đã biết và hiểu rõ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo có học? Vì này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả. Đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo có học. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc thánh? Vị này đã làm cho xa lìa các ác pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả. Đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo được gọi là bậc thánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc A-la-hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả. Đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời. Thế Tôn dạy.